Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe bản tin cập nhật giá hồ tiêu ngày 7 tháng 6 năm 2021. Phụ nữ TV xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu trên thị trường thế giới tuần qua kết thúc phiên giao dịch cuối tuần. Giá hồ tiêu giao ngay tại sàn cô chế Ấn Độ giảm 125 rupee trên tạ, xuống mức giao dịch là 41.400 rupee trên tạ. Trong tuần vừa qua, giá tiêu Ấn Độ biến động lên xuống liên tục, cứ một phiên tăng và một phiên giảm đan xen. Tính chung cả tuần qua, giá hồ tiêu giao ngay trên sàn Kochi Ấn Độ đã tăng tổng cộng là 1.162,5 rupee trên tạ, tương đương với mức tăng là 3.600 đồng trên 1 kg. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupee Ấn Độ, được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất nhập khẩu, 1 rupee là 315,86 đồng Việt Nam, áp dụng đến ngày 9 tháng 6 năm 2021. Hiện giá hồ tiêu giao ngay tại sàn Kochi Ấn Độ có mức giá là 130.700 đồng 1 kg đối với hàng chọn. Thưa các bạn, thị trường hồ tiêu quốc tế trong tuần qua ghi nhận giá tiêu đen tại Maraba, Ấn Độ đã duy trì đà tăng. Nguyên nhân do nhu cầu trong nước tăng khi một số loại hình dịch vụ, cơ sở giáo dục được chính phủ Ấn Độ cho phép mở cửa trở lại. Thị trường hồ tiêu nội địa trong nước tuần qua đi ngược so với giá tiêu thế giới khi đã quay đầu giảm từ 1.000 đến 1.500 đồng trên 1 kg. Khác với giá các mặt hàng nông sản khác như cà phê, giá cả luôn đi theo giá thế giới. Giá tiêu trong nước lại không như vậy, thường một mình một kiểu, ít bị ảnh hưởng bởi thị trường thế giới. Theo ghi nhận đầu giờ sáng nay, giá hồ tiêu đồng loạt tăng thêm từ 500 đến 1.000 đồng trên 1 kg ở hầu khắp các vùng trồng tiêu trọng điểm trong nước. Mức giá hồ tiêu hiện đang được thu mua từ 68.500 đến 72.000 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá hồ tiêu hiện thu mua với mức là 69.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu tăng thêm 500 đồng và thu mua ở mức 68.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai tăng thêm 1.000 đồng và hiện đang được thu mua với mức giá là 69.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu hôm nay tăng thêm 500 đồng và thu mua với mức giá là 72.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Bình Phước, mức giá là 70.500 đồng 1 kg. Như vậy, đúng theo dự báo trong bản tin trước, giá hồ tiêu trong nước sẽ duy trì đà tăng trong bối cảnh sản lượng tiêu toàn cầu tiếp tục suy giảm khi Brazil có khả năng phải đối mặt với một đợt hạn hán nghiêm trọng. Theo Tổ chức Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu Việt Nam trong nước và quốc tế cho thấy chiều hướng tích cực trong tuần này khi vụ thu hoạch năm 2021 của Việt Nam đạt 180.000 tấn, giảm 40.000 tấn so với dự báo trước đó. Cùng với đó là nhận định sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2021 dự kiến chỉ đạt 555.000 tấn, giảm 21.000 tấn so với năm 2020. Như vậy, ngay phiên đầu tuần, giá hồ tiêu trong nước cho thấy tín hiệu tích cực khi đã tăng đồng loạt ở các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm trong nước. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu ngày 7 tháng 6 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.